con nói con kính trọng chú Lê Duy Hạnh, nhà tác giả Lê Duy Hạnh, thì con cũng kính trọng đúng người, con kính là bởi vì là khi mà ông viết cái diễn tình một mình đó con, rồi ông viết cái Hoàng Ngoại Vua đúng không con? Dạ đúng. Thì như vậy là ông đã bước vào cái sân khấu của thế giới và ông đứng ngang hàng với Schiller, đúng ngang hàng với Shakespeare. Là vì sao? Là vì cái tư duy của ông. Thí dụ như thế trong cái diễn tình một mình đó, con nhớ là lúc đó khi nó diễn xong rồi thì kia mới nhớ là cái tờ báo Tuổi Trẻ một bạn nó viết là Bạch Tuyết diễn kịch một mình cho cả một cõi nhân sinh. Lúc đó là nó đưa cái bài báo đó cho tác giả Lê Duy Hạnh và nó nói rằng đây là công của anh. Là vì ở trong đó là có nhân vật trung thần, nhân vật định thần, nhân vật vua là quyền lực, rồi một người nghệ sĩ. Thì ở đó những cái vấn đề lớn ở trong đời được giải quyết bởi cái tư duy của nghệ sĩ. Con thấy không? Cái đầu của ông ghê không? Tức là ông trung thần thì ông nói rằng bệ hạ có biết tại sao trước đây người ta đưa tiền, đưa vàng, đưa bạc cho bệ hạ mà người ta theo bệ hạ không kể sống chết, là bởi vì người ta thấy rằng bệ hạ là người đang đứng lên để kêu gọi dân chúng để cứu nước, để làm cho đất nước được hòa bình, được độc lập, để thoát khỏi hoạn ngoại xâm, cho nên người ta hy sinh tất cả cho bệ hạ. Bây giờ dân chúng còn đau khổ như thế mà sao bệ hạ nỡ nào bệ hạ ăn được? Ok, cái trung thần nói thế. Rồi thì cái ông vua ông nói hồi mà chiến tranh là ta quý trọng luôn, nhưng mà bây giờ hòa bình rồi mà sao ngươi cứ lải nhải bên tay tao hoài vậy? Ngươi cứ can ngăn hoài vậy? Ta làm vua mà ta muốn gì ta phải làm được chứ, nếu vậy là mình không làm vua làm chi? Thấy không? Nhà ngươi bớt nói lại đi. Thế giờ hết chiến tranh rồi, giờ ngươi hưởng đi. Không, trung thần mới nói là tôi không thể hưởng được bệ hạ, dân chúng còn mửa mật, còn đói kém, còn đau khổ như thế, làm sao mà mình ngồi trên cao mà mình có thể hưởng được bệ hạ? Bệ hạ hãy nhớ lại cái ngày ai cứu bệ hạ thoát khỏi cái án tử ở trong một cái cuộc chiến, ai là người thay chết cho bệ hạ để cho bệ hạ còn sống cho bệ hạ ở. Dạ. Con thấy đối thoại ghê không? Hay lắm. Rồi đến ông định thần. Dạ. Thì ông nói, ta chưa thấy ai cứu gì cho ngươi. Tức là hồi xưa đó, trong chiến tranh thì nhà ngươi mới quan trọng. Dạ. Con bây giờ qua bên đây, vua đất cần ngươi. Đừng có cản trở gì hai bên hết trơn á. Dạ. Tức là để cho vua muốn hưởng gì vua hưởng. Bây giờ vua cần gì, ngươi cứ đưa cái đấy. Thế là vợ con ngươi đàng hoàng ngon lành. Ngươi thấy ta không? Chỉ có cái quạt đó. Tức quạt làm sao mà quạt. Nếu như vui vừa bụng thế là con cái ta, bạn bè ta, mà nhà ngươi biết không, cái mà ngon lành nhất đó, tức là nếu nhà ngươi khôn á, nhà ngươi giỏi đó, mà nhà ngươi ngồi trên đầu thiên hạ, chuyện nó bình thường. Ở đây ta là một cái thông dốt, nhưng mà nhờ quạt vô đó, cho nên là nó ngồi được trên đầu những cái thằng đó mà nó già ngon lành, nó khôn ngoan, mà nó giỏi giang, mà nó trung thành, mà ta dẹp hết nó. Thì em cho cái em một thông minh gì cho mình. Dạ. Thế đấy, tức là rồi cái thằng định là nó phát triển nó lên và nó đuổi thằng trung thần đi. Dạ. Nó đuổi thằng trung thần đi rồi thì ông vua không cấm, không cho trung thần bén mạng tới triều đình. Thì cái thằng định nó trở mặt liền. Dạ. Tức là nó đẩy ông vua đi sang chỗ khác, cho vua xuống liền. Nó còn sỉ giả ông vua nữa. Tức là ông làm vua mà ông ngu thế. Vua mà không có trung thần thì vua đi ngang chỗ khác chơi. Bây giờ ta mới là vua nè. Còn thấy không? Yeah. Thấy khi mà một cái xã hội đảo điên mà có một tác giả mà nói như thế,